64MP xuất hiện trên thị trường. Sau khi ra mắt Redmi Note 7 tích hợp máy ảnh 48MP hồi đầu năm, hãng điện thoại Trung Quốc tiếp tục tung ra bản nâng cấp Redmi Note 8 Pro. Cả cảm biến 48MP và 64MP đều sử dụng giải điểm ảnh 0.8 micromet, cho khả năng bắt sáng tốt hơn 1.6 micromet. Sử dụng kỹ thuật này, camera 48MP có thể chụp ảnh đạt độ phân giải 12MP. Trong khi cảm biến GVK 164 megapixel của Samsung đạt độ phân giải 16 megapixel, ngoài camera lớn, Redmi Note 8 Pro còn có thế mạnh khác như màn hình 6.55 inch 1080p, thiết lập 4 camera trong đó camera chính 64 megapixel, camera góc rộng 8 megapixel và hai camera trợ giúp 2 megapixel, thêm camera selfie 20 megapixel, Redmi Note 8 Pro sử dụng vi xử lý Helio G90T chuyên cho chơi game của MediaTek 6 hoặc 8 GB RAM, bộ nhớ trong 64 GB hoặc 128 GB. Bản Redmi Note 8 thường được trang bị màn hình 6.3 inch 1080p, chip Snapdragon 665, cảm biến vân tay mặt sau, thiết lập 4 camera, pin 4000 mAh, sạc 18 w Nói chung, nâng cấp này không đáng kể nếu so với Note 7. Redmi Note 8 thường có giá khởi điểm từ 140 đô la Mỹ như Note 7, bản Note 8 Pro từ 195 đô la Mỹ cả hai sẽ được bán tại thị trường trung quốc trước khi xuất sang ấn độ